trải qua 8 năm thực sự có những cái lúc cực kỳ khó khăn, có những lúc tưởng chừng như là tan vỡ, nhưng mà rồi lại lành. Bình và Minh không coi những cái khó khăn đấy là một cái kỷ niệm đau buồn. Bình và Minh coi đó là một bài học, một cái gì đó để phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống sau này. Và đó cũng là cái cách mà chúng tôi đã cùng nhau phát triển. Cũng hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ tiếp bước điều đó. Anh không phải là người lãng mạn, anh cũng không phải là kẻ tinh tế, anh cũng chẳng là đại tài. Nhưng em vẫn cùng anh đi trên con đường này suốt 8 năm, 2 tháng và 22 ngày qua. Sự đồng hành của em khiến chúng ta gắn bó hơn và giúp anh trở thành con người có trách nhiệm hơn. Em là lý do để anh được như ngày hôm nay. Anh không phải người quyết đoán, nhưng quyết định đồng hành cùng em suốt các đời còn lại. Anh không cần nghĩ ngợi nhiều. Em cảm ơn anh. Và anh là chồng em. Anh hứa sẽ luôn cố gắng để giữ vững điều đó. Em hãy cùng anh đi suốt quãng đường còn lại em nhé. Cảm ơn em. Gửi ông chồng rất là bận rộn. À hả? Em hứa sẽ để anh rửa bát, thay quần áo, dọn nhà, đi shopping, đưa đi làm tóc. Cho mèo ăn, dọn phân cho mèo, hàng ngày. Nghe ít nhỉ? Mọi người nghĩ ít. Ngày Tết nha. Và hàng ngày sẽ được xin lỗi vì suốt ngày làm việc muộn. Ok. Bởi vì là anh là chồng em và chúng ta mãi là vợ chồng với nhau. Nên chắc chắn là anh sẽ có những bản thân đó đúng không? Cho nên là chúc anh may mắn khi quyết định là gắn kết với em. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder. Okay, one end is just July. And please.